làm ăn của bơ của bất. Ê mấy cái viên cao cao này cho hết ra đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nhiều thế. Có là mãi cái đám này. Đây mấy cái viên này bỏ ra kia. Ôi làm đám này trước, đám gần. Ôi thần sư. Trên này luôn này. Ôi. Ôi. Nó quặn từ bên này sang bên kia. Cực kinh chưa? Ôi nhà con này. Con này. Con này sao lên kinh nhá. Chèo thương à. Ôi đầu này. Nó bắt con mang nhà này. Ôi. Nó to lên anh ơi. Kéo nó xuống đi. Ôi mẹ ơi. Rồi nó bắt chặt được. Quả cá bên này nữa này. Nó quấn chặt mày kéo. Quấn chặt này ra cho sao đâu. Không có tí đâu. Đấu 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 Quả thật chưa? Quả thật nó quấn người đấy. Nóng rồi anh em ơi. Ôi ôi. Ôi sợ nhỉ. Cái chiếc này con chó đòn đi đây. 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 Con chó đòn đi ôi, đây, đây. Ôi, ôi, chân vàng này ơi. Chân vàng. Còn cho mấy nhà rồi. Ôi, ôi, đấy, đấy, cho nó luôn ra đi. Nó ngóc lên, nó ngóc lên này. Ngóc lên, nó ngóc bên trong đây này. Đi, chào lên mái nhà rồi. Rồi, nó chui vào trong, lên mái nhà, nó lên mái nhà này. Ôi, 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 chụp kinh. Nếu cho xuống không? Cho kêu xuống không? Nhìn nó lần đường này, ôi kinh khủng. Mẹ ơi, nó lên mái nhà cái nha mày. Ôi trời ơi. Đâu đây. Nó bỏ xuống, nó đang xuống. Cẩn thận nó tấn công đi nhá. Để nó xuống đi. Bên này nó đang xuống cái này. Nó đang bỏ xuống, mình đang đứng sợ luôn. Nó đang bỏ xuống rồi. Ui, con này chưa xuống. Khiếp chứ con này bỏ kinh rồi. Cái khả năng con này nó ở trên đây rồi anh ơi. Nhìn nó trượt này, ôi nhìn nó trượt này. Nhà này để nó ngay thôi. Gạch nó mất chẳng lẽ lên đây rồi. Nhà này đang lên đi. Ủa đang xuống rồi. Mình đi thôi. Hay là có cái cây nào cho to. Đầu đang trườn xuống.
Ê, nó đen đấy, đầu lên chứ. Đi ra bỏ đây rồi. Sao đâu? Để ra bỏ vào sau đấy, ra bỏ xuống rồi. Bỏ xuống rồi, bỏ lên đây. Rồi. Để cho nó sang bên đấy đi, cho sáng bên đấy đi. Đấy đấy đấy. Nu 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 sao? Nu sao? Đấy 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 đấy. Đấy. Đỡ không nó rơi. Cẩn thận, cẩn thận. Đấy nó rơi. Cẩn thận nó không rơi. Nó cứ bò lên thôi. Nó không trên được, nó không trên được. Ui kinh chưa, kinh chưa. Ôi, nó bò lên không con này không rơi được đâu. Ôi nhìn trông này nó không có khả năng lấy cái này gác đồ cho nó xuống này. Được. Gác được. Gác được. Lấy đi, mày lấy ra đâu. Gác được đấy. Ôi giời ơi. Kinh chưa. Cái này cắt của nó xuống này. Nó xuống ngay đấy. Đẹp này dạ. Ui, kinh sợ vậy. Nó bắt đầu bỏ cho máy hàng. Để đây nhá, để đây nhá. Giữ nha, giữ nha. Xuống đây em ơi, xuống đi. Xuống ngay. Đấy. Nó xuống. Nó đường, nó có đường nó xuống, xuống. Có đường, có đường nó xuống ngay ấy. Đấy, cứ giữ chặt cái này chân đấy nhá. Đấy. Đấy rồi. Thôi. Ui, đầu xuống rồi, đầu xuống rồi, bắt đầu xuống này. Ấy. Oh my god. Ui giời. Nó vẫn trườn, nó vẫn trườn, trườn lên anh rồi. Từ cho đầu xuống đã, cho đầu xuống đã. Đấy, để chưa. Đấy. Cái đuôi còn đỡ nó rơi tạt không chết. Đấy, nó đang xuống, đang xuống nha. Ôi giời ơi, khiếp không? Cứ góc lên chả lên mái nhà hay trên mái nhà cổ của nó ấy. Nó xuống, nó xuống. Ơ xuống. Trên mái nhà cổ của nó đổ xuống à. Ui ui ui. Nó ngoạc nhá. Đưa xuống đi, đưa xuống đi, cho cây xuống đi. Cho cây xuống nhá. Đưa đưa đưa, đưa xuống đi, mày đỡ đi mình người nhá. Cây. Ôi. Ôi. Hai người cho đi. Ôi. Cẩn thận đi, chân đi hàng tập ấy. Ôi. Ôi. Đây. Ôi trời ơi! Để cho bỏ xuống. Ui, được bọn này. Ê, ui sao? Thấy chưa? Kinh nhỉ? Dạ chưa? Con chắc đang đói mồi nữa thì ngửi mùi người đấy sao? Kinh chưa? Chúng nó đến nơi như kiểu nó đớp mình luôn. Máu mày thơm thế đấy, nó mới ngửi thế đấy. Ui sổ ơi, trời ơi. Dài chứ? Quá dài luôn. Máu mỏng cái này nhỉ? Ui ơi! Đâu, trong này đống này đầy đấy. Kinh chưa? Tôi nghĩ bên trong này là trong đống gạch này. Ôi, trong đống gạch thì vẫn còn. Ôi xem nào, cái nào nó bò vào trong ấy. Cái này nó cũng bò vào trong đống gạch ấy. Con này kiểu gì nó cũng bò vào trong đống gạch. Ôi giời, cái này nó trong đấy rồi. Chả mà nó chui đống gạch luôn này. Khả năng cơn nãy nó kính ấy. Nó bò. Ôi nhìn cái nữa kìa. Khả năng đói mồi nhỉ. Đói. Này giờ sao nhỉ? Nó lắm rồi. Bán về. Con này được mấy chục cân? Rưỡi về chứ. Bán chục cân đâu? Bưởi nó cứ lò ra lò vào chứ chưa được. Ui giời. Ui giời nè. À, nè. Thò tay đến nó ngửi. Ê nó đớp cho phát thì cho máu ấy. Đấy. Kinh nhỉ. Đái luôn. Thì lưỡi người nó không cắn đấy chứ đông người nó không cắn đấy. Một người thì thôi xong luôn đấy. Thì lưỡi kinh nhỉ. Anh em ơi. Thò ra. Nhà này mình không thể để nó ở đây được. Mang đâu được. Bắt đi. Cho con này bắt xong cho cái cách khênh nó lên trên khu núi trên kia. Thả nó trên núi chứ mình mà để là nó vào trong khu dân này cũng không an toàn cho người dân. Ông làm ở đây đấy, ông dọn thấy không? Thấy dọn kinh chưa? Được khinh nhá. Anh em ơi mọi người ấy, bây giờ là anh em mình xin phép dừng video tại đây. Chuyển con chăn này sẽ lên khu vực trên phía trên kia chứ để nó ở khu vực dưới nhà dân rất là nguy hiểm. Cứ ông cho ông đi mà chuyển đi thôi thì đi. Anh em chuẩn bị chuyển đi. Chuyển đi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người xem video hay nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ cho anh em mình nhá. Nào, bắt đầu cầm đầu tôi nhá.